hiện bày hết thảy hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Bồ Tát Đại Oai Quang đó, Ngài đã khai ngộ chứng được tri kiến Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh thế gian cũng được giác ngộ, cho nên Ngài hiện bày chỉ thị mười pháp sau đây, khiến cho chúng sinh phát bổ đề tâm, thành tựu cõi Phật. Một, hiện bày đủ thứ pháp môn biển nguyện thuở xưa của Phật tu. Hai, hiện bày đủ thứ pháp môn phương tiện thuở xưa của Bồ Tát tu. Ba, hiện bày biển công đức của tất cả Phật, làm thế nào mà tu thành? 4. Hiện bày trí thành tịnh, làm thế nào khắp vào tất cả Pháp giới? 5. Hiện bày sức tự tại thành Phật trong tất cả đạo tràng. 6. Hiện bày trí huệ bình đẳng vô sai biệt, mười lực và bốn bộ sở ý của Phật. 7. Hiện bày khắp thị hiện thân Phật, Pháp báo ứng thân. 8. Hiện bày thần thông biến hóa của Phật, không thể nghĩ bàn chín hiền bày vô lượng cõi nước trang nghiêm thanh tịnh mười hiền bày hết thảy hạnh nguyện của bồ tát phổ hiền khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di phát tâm bồ đề các chúng sinh nhiều như hạt bụi cõi phật đều thành tựu cõi nước như lai thanh tịnh khiến cho các chúng sinh nhiều như số hạt bụi núi tu di đều phát tâm bồ đề trên cầu phật đạo dưới độ chúng sinh có các chúng sinh nhiều như số hạt bụi cõi Phật đều thành tựu cõi nước như lai thanh tịnh. Bấy giờ, Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu gì thắng vân vì Bồ Tát đại oai quang mà nói kệ rằng. Lúc đó, Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu gì thắng vân vì Bồ Tát đại oai quang mà nói ra bài kệ dưới đây để khai thị ngài và khen ngợi ngài. Lành thay đại oai quang, phức tạng rộng đồn khắp vì lợi ích chúng sinh phát hướng đạo Bồ đề lành thay đại oai quang thuở xưa ông tô phước công đức rộng lớn danh sơn của ông đồn khắp ai ai cũng biết vì lợi ích chúng sinh mà ông phát tâm hướng về đạo bồ tát đó là nhân duyên ông trồng căn lành ông được trí quang minh pháp giới đều đầy khắp phước huệ đều rộng lớn sẽ được biển trí sâu vì quá khứ ông đã gieo trồng căn lành cho nên đời này một khi gặp phật thì đã được trí huệ quang minh của phật trí huệ quang minh của ông tận hư không khắp pháp giới, nơi nơi đều đầy dẫy. Phước đức và trí huệ của ông rất rộng lớn. Tương lai ông sẽ đắc được biển trí huệ thâm sâu, khai ngộ thành Phật. Trong một cõi tu hành trải số kiếp hạt bụi, như ông này thấy ta sẽ được trí như vậy. Ông ở trong một cõi nỗ lực tu hành trải qua số kiếp yếu như hạt bụi, giống như hiện nay ông nhìn thấy ta là vì ông trong quá khứ tu hành thời gian lâu dài, cơ duyên chín mùi mới thấy được Phật, ông sẽ đắc được trí huệ như vậy. Chẳng phải người tu hành, chẳng biết phương tiện đó, được sức đại tinh tấn mới tịnh biển cõi được. Nếu chẳng phải người nhận chân tu hành thì không thể biết được pháp môn phương tiện đó, vì ông đắc được sức đại tinh tấn nên mới có thể trang nghiêm thanh tịnh biển cõi nước chư Phật trong mỗi mỗi hạt bụi vô lượng kiếp tu hành người đó mới đắc được các cõi phật tra nghiêm ông ở trong mỗi hạt bụi kiếp trải qua vô lượng kiếp thời gian để tu đạo bồ đề mới đắc được phước huệ đó ông lại dùng công đức đó tra nghiêm thanh tịnh biển cõi chư phật ông vì mỗi chúng sinh đơn hồi trải biển kiếp nhưng tâm chẳng mệt mỏi sẽ thành thế tôn sư ông hay lợi ích mỗi chúng sinh vì khiến cho họ đều khổ được vui. Ông hy sinh sự an vui của mình để luân hồi trong sáu nẻo. Tuy nhiên trải qua biển kiếp, nhiều như hạt bụi, nhưng vì muốn giáo hóa chúng sinh nên chẳng cảm thấy mệt mỏi giả đãi. Ông sẽ thành Phật, bậc đạo sư của thế gian. Cúng dường mỗi vị Phật, tận thùa vị lai tế, tầm chẳng chút, nhàm mỏi, sẽ thành vô thượng đạo. Thời kỳ tu hành, phải cúng dường mỗi vị Phật, gần gũi mỗi vị Phật, tận thủa bị lai tế phát tâm cúng dường phật phải vì pháp quên mình chẳng biết nhà mỏi như thế sẽ thành vô thượng đạo ba đời tất cả phật sẽ cùng mãn nguyện ông trong tất cả pháp hội thân ông đều an trụ ông hay tu hành như thế mười phương ba đời tất cả chư phật sẽ phát tâm từ bi thương xót cùng nhau làm cho ông được mãn nguyện và trong hết thảy pháp hội của chư phật ông đều gần gũi phật an trụ ở trong đạo tràng của Phật. Tất cả các như lai, thệ nguyện chẳng bờ mé, người đại trí thông đạt biết được phương tiện này. Hết thầy tất cả trừ Phật và thệ nguyện chẳng có bờ bến. Người có đại trí huệ thì mới minh bạch đạo lý này, mới biết được pháp môn phương tiện này. Đại quang cúng dường ta nên được đại oai lực khiến hạt bụi chúng sinh thành thục hướng bồ đề được Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng vần nói, đại oai quang, ông trong quá khứ luôn luôn cúng dường ta, cho nên đắc được đại oai thần Lực. khiến cho các chúng sinh, nhiều như số hạt bụi, đều thành tục, hướng về đạo bồ đề Tù các hạnh phổ hiện, Bồ Tát giành đổi khắp, trang nghiêm biển cõi Phật, khắp cùng hết pháp giới. Phạm là chúng sinh tu hành hạnh nguyện phổ hiền đều đắc được Bồ Tát thánh hiệu, Dành đồn khắp trang nghiêm thanh tịnh biển võ nước chư phật trí huệ quang minh này chiếu đầy khắp mười phương pháp giới các phật tử các ông nên biết trong kiếp đại trang nghiêm đó có các tiểu kiếp nhiều như số cát sông hằng tuổi thọ con người là hai tiểu kiếp bồ tát phổ hiền lại gọi một tiếng các vị đệ tử của phật các ông mọi người nên biết trong kiếp đại trang nghiêm có các tiểu kiếp nhiều như số hạt bụi của sông Hằng, tuổi thọ của con người là thời gian hai tiểu kiếp. Các Phật tử, Đức Phật nhất thiết, công đức sơn, tu di thắng vân, tuổi thọ là 50 ức kiếp. Bồ Tát Phổ Hiền lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, các vị có biết tuổi thọ của Đức Phật nhất thiết công đức sơn tu di thắng vân, thọ mạng là bao lâu chăng? Thọ mạng của Đức Phật đó là 50 ức kiếp sau khi đức phật đó diệt độ rồi có vị phật ra đời hiệu là ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương cũng ở trong rừng lớn mani hoa tri luân đó mà thành chánh giác sau khi đức phật nhất thiết công đức sơn tu Di thắng vân vào niết bàn rồi lại có vị phật xuất hiện ra đời hiệu là ba la mật thiện nhãn trang nghiêm vương phật cũng ở trong rừng lớn mani hoa trì luân đó tại đạo tràng bảo hoa biến chiếu mà thành chánh giác giáo hóa chúng sinh. Bấy giờ đồng tử đại oai quang thấy đức như lai đó thành đẳng chánh giác hiện sức thần thông. Lúc đó vị đồng tử đại oai quang bồ tát là pháp vương tử nên gọi là đồng tử. Thấy đức phật bà la mật thiện nhãn trà nghiêm vương đó thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi thì hiện hiện sức thần thông đại oai lực ngài lập tức đắc được mười tam muộn pháp ích lập tức đắc được niệm Phật Đà Muội, tên là Vô Biên Hải Tạng Môn, đắc được Đà La Ni, tên là Đại Trí Lực Pháp Uyên, đắc được Đại Tử, tên là Khắc Tùy Chúng Sinh Điều Phục Độ thoát đắc được Đại Bi, tên là Mây Che Khắp Tất Cả Cảnh Giới, đắc được Đại Hỷ, tên là Tất Cả Phật Công Đức Hải Oai Lực Tạng, đắc được Đại Xả, tên là Pháp Tánh Hư Không Bình Đẳng Thanh Tịnh, đắc được Bát Nhã Ba La Mật Đa, tên là tự tánh lìa cấu pháp giới thanh tịnh thần đắc được thần thông tên là vô ngại quang tùy hiện khắp đắc được biện tài tên là thiện nhập vô cấu uyên đắc được trí quang tên là nhất thiết pháp tạng thành tịnh những gì là mười tam muội pháp ích một lập tức đắc được niệm phật tam muội niệm phật tam muội là vua trong các tam muội tên là vô biên hải tạng môn đắc được Đà La Ni Tam Muội tên là Đại Trí Lực Pháp Uyên bà đắc được Đại Từ Tam Muội tên là khắp thị chúng sinh điều phục giải thoát bốn đắc được Đại Bi Tam Muội tên là mây che khắp tất cả cảnh giới năm đắc được Đại Hỷ Tam Muội tên là nhất thiết phản công đức hải oai lực tạng sáu đắc được Đại Xả Tam Muội tên là pháp tánh hư không bình đẳng thanh tịnh bảy đắc được bát nhã và làm mật tam muội tên là tự tánh lìa cấu pháp giới thân thanh tịnh tám đắc được thần thông tam muội tên là vô ngại quang khắp tùy hiện chín đắc được biện tài tam muội tên là thiện nhập đi cấu uyên mười đắc được trí quang tam muội tên là nhất thiết phật pháp tạo thanh tịnh có mười ngàn pháp môn như vậy đều được thông đạt giống như tam muội vừa nói có cả thầy là mười ngàn pháp môn đồng từ đại oai quang đều thông đạt vô ngại bấy giờ đồng từ đại oai quang nương ngoại lực của đức phật bị các quyến thuộc mà nói bày kệ rằng